buôn bán ở vùng biên Che Sen, có một phần là thị trường cố định, một phần là chợ truyền thống. Các thương nhân có sạp hàng, có giấy phép kinh doanh, đồng thời họ cũng đi chợ các nơi tham gia mua bán tự do, bày sạp hàng có tính chất thời vụ. Nhiều người vẫn rất thích chợ truyền thống, không hạn chế vai trò của nhà buôn và khách mua. Thích mua thì mua, thích bán thì bán, rồi chia tay nhau. Hai chị em Hoàng Luân và Hoàng Lan hôm nay khá đắt hàng, đã bán được nhiều sữa tắm kèm dưỡng da, doanh thu khoảng hơn 300 nhân dân tệ. Buôn bán ở vùng biên, ở các nước lưu vực sông Lan Thương Mekong đều rất sôi động. Ngoài những tiểu thương như chị em Hoàng Luân, còn có thể thấy hàng đoàn xe tải đỗ ở cửa khẩu. Việc buôn bán ở vùng biên các nước lưu vực sông Lan Thương Mekong được hình thành rất tự nhiên trong đời sống hàng ngày. Người ta trao đổi một cách tự phát. Đây là kiểu giao dịch thị trường rất gần với dân sinh. Khoảng 7 giờ sáng mỗi ngày, sau khi cửa khẩu Hà Khẩu Vân Nam Trung Quốc mở cửa, đều có hàng nghìn người Việt Nam quá cảnh sang Hà Khẩu buôn bán, rồi mua hàng hóa Trung Quốc đem về tiêu thụ. Buôn bán ở vùng biên giới Trung Việt trên cơ sở đôi bên cùng có lợi đã phát đạt từ hơn chục năm nay. Năm 2006, tổng lượng giao dịch ở cửa khẩu Hà Khẩu là trên 5,2 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 11,4 tỷ đồng Việt Nam. Bình quân mỗi tháng xuất nhập khẩu đạt 670 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 1,47 tỷ đồng Việt Nam, với 3,5 triệu lượt người ra vào cửa khẩu này. Tại Hà Khẩu, Trung Quốc đã dành riêng cho các thương nhân Việt Nam một nơi kinh doanh cố định gọi là phố Việt Nam. Đã có hàng nghìn người Việt Nam làm thủ tục thường trú ở Hà Khẩu để buôn bán, thể hiện nhân dân hai nước Trung Việt chung sống hài hòa, để cùng phát triển, cùng giàu có. Cùng với sự phát triển từng bước, thì thương mại giữa hai nước Trung Việt cũng dần được mở rộng, tỷ lệ buôn bán qua biên giới trong tổng kim ngạch thương mại giữa hai quốc gia đang dần tăng. Lĩnh vực thương mại chính quy và đầu tư trực tiếp của hai nước Trung Việt ngày càng tăng trưởng. Đại sảnh của trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh luôn đông nghịt. Mọi người luôn dán mắt vào bảng điện tử. Những hàng chữ số nhảy nhót kia đều phản ánh nhịp đập của nền kinh tế Việt Nam. Có thể nhìn thấy ở đây sự thay đổi phát triển từng giây từng phút của đất nước. Hàng ngày anh Nguyễn Quang Bảo đều đến trung tâm giao dịch chứng khoán để khảo sát các thông tin. Anh rất thích bầu không khí ở đây. Sau một thời gian chuẩn bị, công ty Mía Đường và tập thể của anh là đại diện cũng sắp niêm yết trên sàn chứng khoán. Anh Bảo hiểu rõ trách nhiệm của mình, hiệu quả công tác của vài tháng qua sắp được đưa vào thử thách. Vào lúc này, anh càng phải nắm thật chắc các thông tin. Hôm nay, anh đến khảo sát các số liệu lần cuối cùng. Thành phố Luang Prabang của Lào nằm ngay bên bờ sông Mekong.
Đây là một thành phố cổ kính nổi tiếng và cũng là một trong những điểm du lịch hấp dẫn trong các nước lưu vực sông Lam Thương Mekong. Đang là thời đại du lịch, du khách quốc tế từ muôn phương tràn về Luang Prabang. Đây là cơ hội kinh doanh của địa phương. Tuy nhiên, người dân Luang Prabang không vì kinh doanh mà sao nhãn công việc của mình để trở thành doanh nhân chuyên nghiệp. Ban ngày, những vị chủ nhân này vẫn đánh cá, dệt vải hoặc gặt lúa. Tối đến, họ mới ra phố, ra chợ kinh doanh. Có nhiều thứ hàng hóa là do chính họ làm ra. Họ thích ra đây buôn bán. Đây cũng là những giờ phút thư giãn vui chơi của họ. Họ thích ở trên con phố này làm sinh ý. Đây cũng là thời gian nghỉ ngơi và vui chơi của họ. Thái Lan. Đi chợ trên sông ở Thái Lan đã trở thành một nội dung trọng điểm của các khách du lịch. Ở đây thể hiện rất đầy đủ sức hút độc đáo của nền văn hóa truyền thống Thái Lan. Du khách có thể chiêm ngưỡng mọi nét truyền thống của đất nước này. Có lẽ đây là một hội hóa trang do các thương nhân chuyên nghiệp tổ chức. Các vị chủ hàng đã hóa trang, sắm các vai vợ chồng canh tác, đánh cá và bán các mặt hàng lưu niệm. Các sản phẩm đều rất tinh xảo, giàu tính sáng tạo. Những sản phẩm này được làm rất tinh xảo, giàu tính sáng tạo. Trên thị trường du lịch, Thái Lan đã gây dựng được một phong cách trữ tình độc đáo. Năm 2006, lượng du khách đến Thái Lan đạt con số 13,82 triệu lượt người, thu nhập hơn 860 tỷ bạc, chiếm 6% tổng sản lượng thu nhập quốc dân. Ngành du lịch đã trở thành ngành trụ cột quan trọng của nền kinh tế quốc dân Thái Lan. Campuchia là một nước có lịch sử văn hóa sáng lạn và lâu đời. Hiện nay, Campuchia có hơn 1.300 điểm du lịch chủ yếu, trong đó có hơn 100 điểm là cảnh quan thiên nhiên, 1.161 điểm văn hóa lịch sử và khoảng 40 điểm thắng cảnh nghỉ dưỡng. Danh thắng nổi tiếng nhất là di tích Angkor thuộc tỉnh Siem Reap. Tại các điểm du lịch này, thị trường hàng lưu niệm hết sức phát đạt. Đây là một thu nhập quan trọng của Campuchia, ngoài thu nhập của công nghiệp dệt may. Năm 2006, Campuchia thu ngoại tệ từ ngành du lịch khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ. Thị trường du lịch còn tạo ra hơn 10 vạn việc làm cho người dân. Các nước lưu vực sông Lam Thương Mekong đều có môi trường phát triển du lịch tương tự, có tiềm lực như nhau, đều có thể hợp tác làm du lịch trong khuôn khổ khu vực, trên cơ sở các bên cùng có lợi. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với anh Nguyễn Quang Bảo. Cổ phiếu của công ty Mỹ Đường mà nhóm cán bộ các anh làm đại diện đã lên sàn giao dịch. Nhóm các anh đã miệt mài thâm nhập khảo sát thị trường nửa năm trời, tìm hiểu tình hình kinh doanh của công ty Mỹ Đường Biên Hòa, giúp đỡ họ nhiều công tác để chuẩn bị cho thao tác lên sàn. Khi tất cả đã đồng bộ, hôm nay anh Bảo cảm thấy rất yên tâm, tin tưởng. Tuy nhiên, dù sao ở thị trường trong nước thì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn non trẻ, người ta chưa hiểu rõ mấy. Anh Bảo vẫn có chút băn khoăn về sự thành bại của hôm nay.
阮光宝心里还有一些未知数。Anh Bảo vốn vẫn hơi thấp thỏm, song điều khiến anh thực sự vui mừng là công ty Biên Hòa lần này tung ra 1,62 triệu cổ phiếu. Sau 3 giờ tổ chức đấu giá, đã bán hết sạch. Giá khởi điểm là 26.000 đồng một cổ phiếu, đã bán được giá cao là 47.000 đồng một cổ phiếu. Tổng số cổ phần bán ra được 680 triệu đồng. Họ đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Trên những khuôn mặt hơi ửng hồng của những con người trẻ tuổi này có lẫn một nét mệt mỏi. Mấy tháng ròng rã liên tục tác chiến, lúc này đã được nhẹ nhõm. Họ tràn đầy niềm tin vào tương lai của đất nước. Sắp đến Tết Trung Thu, dịp này ở miền Bắc Việt Nam bắt đầu mùa thu hoạch. Anh Nguyễn Quang Bảo được nghỉ phép ít ngày, anh về Hà Nội đoàn tụ với vợ và hai cô con gái. Con gái đã lớn, đã cao hơn trước, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, tất cả sẽ càng tốt đẹp hơn.